8 giờ tối đoàn chúng tớ lại ra đây bắt cua tiếp. Bây giờ đang là set up cái cách mà bắt cua. Đây là cái hộp mồi thịt gà nha mọi người, thịt gà bỏ vô cái bịch đó, cộng thêm thịt mỡ mỡ cái steak hồi nãy đó. Đây là cá hồi mà ra mới lại xương đầu heo, xương cá bạn này kia nằm trong đây. Không cho ấy à, không cho tí heo vô. Có chứ, đầy đủ hết chứ, chia đều hai cái. Chia đều hai cái. Đó, trời bây giờ đã chuẩn bị tối. Mỗi một cái giỏ cho một tí vô. Cho một tí cá. Chia đôi hết. Bên nữa. Thế là ăn 15 phút nhất nhé. Bấm điện thoại 15 phút. Ít thôi cho nhiều thế. Đây bịch rồi. Đúng rồi, một người làm cho thôi. Đây là thịt mỡ bò. Thịt mỡ bò. Thì steak á, ăn xong còn dư qua ra để bỏ vô đây. Đủ thứ hương vị ngọt ngào đồng quê. Bỏ vô đây cho nó bay. Rồi. Bây giờ sẽ cho vô cái lồng này. Lồng này để thả xuống. Đây, cho mấy bà chị coi. Đây. Đây là cách mình câu cua. Đó, ở trên kia thì có một vài người đang bắt ở trên đó. Trời chuẩn bị vào. Đó, bây giờ túi này buộc lại như vậy đó. Đó, xong rồi sẽ cho vào trong đó. Đó nằm ở giữa. Nhớ buộc nó nằm ở giữa cái lồng. Phát trước nhé. Này cả. Alo. Đang ra mở cho coi, đang đi câu đây này. Rồi. Mới ra chỗ câu chứ về nhà chưa. Đang ngoài bờ biển này, đang ra bãi biển đây này. Đang ngồi trên tàu đấy. Ừ. Cô đêm từ từ mở cái camera quay sao ta. Ở đây. Đây này. Hỏi gì? Ông ở tiểu bang nào vậy? Sang cách chi quanh mà. Có gì đấy? À, biết là thấy có cái bà ở gần nhà, cái bà bảo hỏi xem là ông cha nhà chị ông ấy ở cái tiểu bang nào. À, có gì? Tôi mới đi hỏi hôm qua. Cảm ơn sư cái hỏi. Chỗ nào? Sang cách chi quanh. Đây một cái lồng nữa nha. Nói cái tắc đi, nói cái viết tắc đi cũng được. Đó, bây giờ sẽ cho vô cái lồng đây. Ngoài biển, ra ngoài bờ biển. Buộc cái túi thịt đó ở giữa cái lồng. Ngủ nha, tối về nhà ngủ gì đâu. Đang đi câu ngoài biển mà, đang nghỉ hè mà. Đang đi câu. À, ok, từ để thả đồ xuống cái đó nhá, để câu ok. Giờ bắt đầu thả đây này. Đấy, bây giờ thả. Này. Đấy, giờ đang bắt đầu thả đồ câu này, bây thả giờ, đứng này. Cha Phong là người đầu đây. Tiên thả cái lồng này xuống. Thả nhá. Cái chừng nó vướng dây.
Đấy này, thả này. Thả. Trước khi thả một cái làm dấu kìa. Rồi. Ê, trước khi xe, xe, xe đi qua đây. Đây, đứng bên đây là ngay đây này, Hoàng. Đây, đây. Đây, chỗ đây, ngay đây. Xa ra. Xa ra chút. Ngay chỗ đấy, ngay chỗ đấy. Bật lồng lên, bật lồng lên chưa? Ngay chỗ đấy, ngay chỗ đấy, Hoàng. Hả? Ngay chỗ đấy. Biết rồi. Đó. Cho nó chìm xuống rồi ngồi nửa tiếng, sẽ vớt lên. Cho dây nó dài dài ở trong đó không? Nghi ông Phong, nghi ông Phong thảy ra cái... Chưa, cái kéo lên cho thấy. Cái lồng vừa rồi là cái lỗ chui cua vô là nó úp xuống. Sầu cửa này nó kéo lên sầu. À. Rồi bây giờ ngồi chờ. Ngồi chờ chừng nửa tiếng thì sẽ kéo lên. Biển kìa, đấy chị. Canh giờ đấy, bây giờ canh giờ. Trong lúc đang chờ cua vào lồng thì ông Phong ông lấy cái cần ra ông quất này. Với hy vọng được con cá to. Không biết sao. Phone của ông Phong đâu, mở đèn lên. Xe đấy bắt cho. Bữa nay tối quá không nhìn mở lên. Mẹ cái. Đấy. Bước. Bước. Được. Hai. Được. Không thấy à, không đo à. Cái khỏi đo gì nó biết rồi. Ừ hết thôi. Mấy cái kia nhỏ hết. Đúng lại, đúng lại sơn bé rồi. Cũng có đấy, không nhỏ nhỏ không à. Sao đâu nhỏ đâu. Vâng, cái con này chưa đủ đâu. Sai, thả đi. Con nhọt như thành con cuối cùng á. Này á. Rồi, mấy con này ok. Rồi, ba con. Ba con. Đem lên nhiều lắm. Sọt đây. Ôi giời ơi, sướng quá đi. 1, 2, 3, 4, cái con cứ nằm trên đây. Được rồi, được rồi. Được bự đây nè, con đực bự đây nè, đực bự nè. Đó, con này con đực nè. Yes. Được. Đấy. Con này cũng bự không? Được. Được, cứ bỏ cho người ta tính sau. Cái. Thôi mình vớt ở đây này, ngay gần chỗ này này. Cái chỗ này không vừa lái dần chồng về. 12 con rồi về. 12 con mới về chứ. Cái này là về đây. Rồi có biết lửa con to chứ. Nhớ không phải không? Bỏ là có nhớ. Lạnh rồi đó. À. Con nó đang bám ở dưới. Ôi, con cái luôn. Cái to sướng. Con cái luôn. Không rồi, cũng được á. Cái con này. Chắc chuyến này 20 phút đây. Làm cuộc chân quá. Lâu. Vậy là cũng được rồi. Đem hạt lên đây luôn. Đầy sọt á, chuyến này chắc đầy sọt á. Tại giờ không ai quấy rầy á, nó yên tĩnh á. Còn nó tìm được chỗ chui vô. Đây đây. Đây. Đây đây, xoay xoay. Đưa lên, trời ơi. Đấy đây, mày con mẹ cái chỗ này thôi. Chụp cái gì gửi cho con ấy. Mày sói con đem thế này. Ăn gì ở bộ.
quá sao cua quá thể rồi bà con ơi. Cua mình thấy con đường này nè. To ghê á. Thôi đếm. Thôi cày ra đi con, cày ra. Về cái đi. Mà lấy cái bọt tay. Bọt tay. Bây giờ thấy cái lồng này là chị xưa này á. Một hai con được quá. Không thấy gì. Chúng với nhau, chúng với lốt, để chung với nhau, chung với lốt. Ôi ôi mọi người ơi, hai cái sọt cua sẽ tìm với nhau chút chung em. Gì sợ. Mấy em ơi, nó chui vô. Cái con bự này này, con đực này. Nó như con tỏ dễ sợ quá. Được, chung với nhau, đây nè. Đi, khó ghê không, khó ghê không. Đếm thêm mấy con đấy rồi. Bốn con rồi đó. Con to, con nhiều con to không đã. Bốn nè. Bốn nè, năm nè. To nhá. Năm. Còn là con cá giúp cá. Cái này. Cái cá. Cái giúp người. Để bắt mấy con to ra coi đó. Được lấy. Cái. Trong to, vào trong to,
con này có khả năng được cân, được cân. Được cái con này được cân. Được rồi, rồi biết rồi. Ok, con to. Vậy là mới có 8. Vậy là 8. 11 rồi đó. 8. Về. Về cái gì mà về? Đi chơi mỗi về. Lại. Mỗi con này là mỗi con 10. Về giờ chúng ta mỗi con 10 phút đó. Mỗi 10 phút là kéo rồi. Mồi đi lại hơi sớm. Đương nhiên rồi, mồi đi lại mai câu tiếp chứ. Không mua gì cho tốn kém. Cái này nhiều quá. Nghèo quá. Cái này đầy sọt hả? Thấy gì đâu, sớm quá. Con hai con sớm quá thấy không? Chưa kịp vô. Chưa kịp vô. Chưa kịp vô. Con còn rồi, lên đi, lên đi. Con này cái á. Còn quay. Quay sớm quá, tròn quay. Một phát nữa nha. Một phát nữa. Quả của một buổi tối. Buổi tối cua đây. Quý vị ơi. Đây mới chỗ bên này chắc phải hơn chục con nữa. Một chục con trên đây nữa. Bây giờ có mấy con bự này. Bây giờ đang ra đây rồi. 1, 2, 3, 4, 5 con trong 5 con rồi. 3 con. Rồi chết 2 con. Con này không biết còn sống không? Chết luôn rồi mà, mới sống chết nhanh thế. Tôi bị yếu ý rồi. Coi thử con là chết. Bỏ ăn lục luôn. Con này đẻ phải nó chết đâu, cho nước mà nó chết nó cũng nó đẻ phải nó sống được. Bỏ qua kia đi. Đẻ về nó sống rồi. Đây được không? Được. Để về nó sống. 2, 7 con. Con là để về 2 sao? 2 hấp luôn. Hấp hết rồi. Chợ con này nó chết này, con này không chết đâu. Con này không chết đâu, khô rồi nó không chết đâu. Sao nó có đủ oxy á. Nhưng mà con này chết á. Trong đây. Con này sẽ chết á. Hay là bỏ bớt ra cái xô nữa. Chắc là bỏ bớt ra nữa. Hay bỏ bớt ra đây à. Cái gì vàng vàng đó. Để chết là đúng rồi, nước lạnh quá. Nước lạnh quá hả? Ừ. Để vậy nó không chết đâu. Mà đổ nước chết là lạnh lắm này. Hay là để ở ngoài nó mới sống nha. Ừ, nước lạnh quá. Chắc bỏ để ra ngoài. Nước lạnh quá. Chết là thế nào, muốn chết luôn rồi. Nhỏ mơ thì cho trên ăn canh ngủ. Ủa rồi. Lạnh quá. 3, 4. Lạnh lắm. Đuối rồi sao. 5. 6. Đuối rồi. Còn cái hàng cả năm mọc rồi. Chia nước đi. Không, đừng khỏi cho nước luôn đi. Khỏi cho nước ha. Ừ, nó sống, để nước mà nó chết đấy. Thì sao? Quá, nó lạnh quá. Aha. Ok. Không nghĩ vậy. Một ít nước chắc. Ừ. Chê nước xong đem ra ngoài cho nó có oxy. Vậy đi. Rồi, được rồi. Hay là như thế này là ăn chắc rồi. Ừ. Rửa hết thì bỏ vào đông lạnh hết đi. Có để có đâu. Từ phí chết. Có ra. Đông lạnh đó là phải luộc xong một cái đông lạnh. Chứ để vậy muốn sợ nó chết hết á. Ngày mai luộc. Cứ để vậy là còn mua con này nữa. Để vậy coi, để thử coi. Nhiều mà nói gì. Nhiều mà, sợ gì. Là mấy con trong này mới to nè. Quá trời thành quả. Ở đây là để mấy con này, nãy mấy con này giờ đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là con cua. Ở Việt Nam được bao nhiêu người ăn những con cua to vậy chứ ta? Cũng có cua Cà Mau, cua Ai, chuyện đưa tay lên nè. Giờ này nó ngủ mà. Ngủ. À, tự là nó ấy chứ. Này nó không đụng đậy thôi. Ừ. Hết. Ông cũng hết miệng máy. Sạch để mình gặp ăn miếng sạch. Khui bia đi, khui bia đi. À, bia ra đây. Hai con này. Thôi mình không uống đâu, mình giờ chỉ ăn thôi. À, giờ chỉ ăn cua thôi, quý vị ơi, thưởng thức thành quả lao động mệt nhọc.